Rồi, xin chào toàn thể anh em cộng đồng mạng đã trở lại với kênh của Sơn Audio nha. Em thì luôn nhấn mạnh với toàn thể anh em là em là người chơi, đam mê và có sự trao đổi, chia sẻ với nhau. Không phải là cửa hàng buôn bán về audio nhưng là rất thích chơi, chia sẻ, cộng sinh với tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc để chơi được những món đồ audio theo đam mê riêng của từng cá nhân, sau đó chia sẻ với anh em toàn quốc, chơi chia sẻ cộng sinh cho vui. Còn không phải là nghề chính về audio, đây chỉ là chơi và trao đổi chia sẻ thôi. Còn nghề chính của em là nghề IT và hiện giờ đang làm sân sau của Bộ Giáo dục, chuyên về dự án giáo dục. Đấy. Năm nào thì Bộ Giáo dục cũng giải ngân các cái gói dự án cố định, cho nên bọn em là sân sau con xanh con đỏ thôi. Nói chung tóm lại là nghề của em hiện tại thì đang là làm chuyên về dự án giáo dục, cho nên thời gian cũng có nhiều hơn, sổ sách dự án là chính. Đấy, còn cái mảng audio là cái mảng đam mê, cho nên là hay làm clip chia sẻ với anh em toàn quốc để có những người có cùng cái sở thích khu học như mình, cái sở thích đam mê như mình thì họ từ kết nối với mình rồi. Cho nên em luôn nhấn mạnh trên clip là làm clip là để phát triển kênh Sơn Audio, phát triển cái kênh clip chia sẻ. Đấy, phong trào làm YouTube đấy. Đấy, thì nói đi nói lại để anh em biết, chứ không phải là mục tiêu làm clip là để bán hàng chỉ là phụ. Nói chung không đặt nặng vấn đề bán hàng, cho nên đối với em, ai mua được thì mua, không mua được thì là cái kênh chia sẻ video với nhau thôi. Cho nên em nhấn mạnh một điều như vậy để anh em đừng có thắc mắc là tại sao ông lại cứ quay sản phẩm này, có sản phẩm kia mà không nói giá. Riêng đối với em, ai mà thật sự thích, thật sự có cùng đam mê thì người ta đã chủ động kết nối rồi, chứ chả cần gì phải quảng cáo làm gì cho nó mệt ra. Người ta đã thấy thích là người ta gọi luôn. Nên phong trào chơi audio thì có rất là nhiều người, mỗi người chơi một cái cách chơi khác nhau. Còn riêng bản thân em là như vậy, em chỉ chủ yếu quay clip chia sẻ, khoe em có đồ này đồ kia, ai thích thì em chia sẻ và giao lưu trao đổi với nhau, mang tính chất cộng sinh cho vui thôi. Đấy, cho nên nhấn mạnh lại như thế, nói hơi dài dòng anh em phải hiểu cho em như vậy. Còn hôm nay thì em sẽ khoe cho anh em là đây con đầu cơ than Tân Cổ Điển, là cơ than miệng kèm. Em mà mua những cái sản phẩm này thì cũng chỉ mang tính chất là mục tiêu là về trang trí trong nhà vừa đẹp, cho là nghe hay bài đẹp. Đấy, cho nên mục tiêu lên như thế, cho nên em có phải giao bán đâu mà em quay em khoe. Rồi tất nhiên anh em nào thích thì em vẫn chia sẻ để lại cho anh em, bởi vì là em cũng có được những anh em bạn bè chơi những món này thì cũng có nơi để anh em bạn bè cùng chia sẻ, thì em sẽ kiếm được những sản phẩm ngon bổ rẻ và hay, đặc biệt là đồ bền tốt. Thì nói dài dòng thì không bằng là hôm nay mở cho anh em nghe thử. Còn em thì vẫn đang để một góc nhà để vừa trưng bày. Đấy, anh em xem đây là sản phẩm em để em trưng bày cho, bây giờ em mở. Con này là con dàn Tân Cổ Điển. Dàn Tân Cổ Điển cho nên là giới thiệu cho anh em qua là tính năng của nó, tính năng hay nhất vẫn là tính năng đọc đĩa than. Đấy, tính năng đọc đĩa than của nó. Còn ngoài ra chức năng của nó là CD rồi FM, AM bắt rất là nét. Đấy, chân cẳng đầy đủ theo kiểu dàn Tân Cổ Điển. Đấy, bây giờ em mở cho anh em nghe. Riêng chơi đĩa than thì nó đấy là như cái đĩa này là đĩa của Trúc Phương, 1 2 3 4 5, năm rảnh thì tương đương với 5 bài. Ví dụ em thích cái bài số 2 thì em sẽ hạ cân xuống cho nó đọc bài số 2. Đó, ok, tí nữa nó em bài số 2 là bài đấy. Bài Ai Cho Tôi Tình Yêu. Radio AM FM không cần đăng ten, bắt nét căng luôn. Có chức năng CD nữa. Nó nghe cái cơ than kèn đồng này. À. Nhưng mà cũng phải công nhận là chơi cái cơ than này ấy, thì em hôm nay em quay ra để khoe thôi, chứ bản thân chơi những cái đầu đĩa than này thì thực ra là tốn tiền đĩa.
ngày xưa anh em hay nói vui là dân quý tộc người ta mới chơi những cái đĩa than này, vì tiền đĩa nhất là nhạc Việt nó hơi tốn kém. Đây là em quay một cái góc đam mê của em thôi. Chứ em thì đam mê rất nhiều thứ, nếu anh em bạn bè đã đến nhà em thì anh em đều biết rồi, nhìn là đủ biết cái sự đam mê của em đến mức độ nào rồi. Cho nên em quay ở đây mà thực chất là khoe để anh em biết, là khoe thôi. Cho nên những anh em nào thật sự đam mê thì em sẵn sàng chia sẻ. Đồng hồ em chơi rất nhiều anh em nhé. Em sẽ quay hết cho anh em một góc ở phòng khách thôi. Em chơi rất nhiều đồ. Đấy, em sẽ quay cho anh em xem bộ sưu tập của em. Nhiều khi quay thì mang tính chất là khoe tí anh em thông cảm, nhưng mà đây là những cái sở thích và đam mê của Sơn Loa Audio. Đấy. Sự đam mê đồng hồ thì anh em đến là biết nhìn góc nào có. Nhưng mà mục đích clip hôm nay chủ yếu là để quay cho anh em con cơ than kèn đồng này. Chất tiếng rất là hay. Cái chất tiếng của nó nghe điện than là phê luôn. Con cơ than này có một cái đặc biệt rất là hay là nó có khả năng xuất âm ra âm ly ngoài bằng cổng AV đằng sau ấy anh em này. Đầy đủ. Đây em đang chạy tín hiệu bên trong. Có phải vì đợi chưa trong vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trang tư còn đề, nên những khi mưa nở đêm làm sao ngoài
chất điện. Nếu mà anh em ở Hà Nội thì mời anh em qua nghe, cái thực tế anh em sẽ cảm nhận được, chứ không phải là bảo em nói phép. Nhưng những cái con mà em đã chơi ấy, thì luôn là chơi hai bài đẹp. Em tính em là như vậy, thích trang trí, thích trang trí thôi, còn buôn bán không quan trọng lắm, vì đấy không phải là nghề chính. Còn tất nhiên mỗi người có một cái đam mê riêng. Em cũng vậy, em thì chơi đam mê audio, chơi đồng hồ các kiểu, em sưu tầm. Cứ cái gì này hay mua về nhà trang trí thôi mà. Cho nên phải nói trước với anh em, nếu anh em mà thật sự có cùng sở thích đam mê như em thì anh em chủ động kết nối Zalo, đăng ký kênh Sơn Hoa Audio, chia sẻ với bạn bè để chúng ta cùng nhau giao lưu. Đồng hồ em chủ yếu là chơi đồng hồ treo tường, đồng hồ, còn đồng hồ đeo tay em chơi mấy con thôi. Đêm trường ô nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gắt nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in lên tường nương. Anh với tay tôi để tâm tư dấu kín trang thư còn đầy. Riêng chơi về đầu cơ tham thì nó tốn tiền đĩa hơi nhiều, tiền đĩa thì nó hơi đắt. Cho nên là những anh em nào chơi đầu đĩa tham thì chủ yếu là để trưng bày, để đầu tư một hai cái đĩa thôi, cái đĩa nó hơi nhiều tiền. Còn anh em nào nhà có điều kiện thì không phải nghĩ. Em thì chủ yếu là để khoe thôi, và trưng bày cho đẹp. Nhưng mà chất âm thì anh em nghe được tiếp có thể hay. Nghe điện than mà không có chuyện nổ hay lột rột gì cả, nghe nghe nét luôn. Mùa tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng. Đây là dàn automatic cho nên kim cân rất là lành. Cứ đặt đĩa vào là chạy, không phải cân đo đong đếm gì cả, nó mệt, có tu hết. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm những giọt mưa cuối cùng. Mười rưỡi rồi. Ok, quay qua cho anh em thôi. Còn bây giờ ví dụ như con này nha, em bật radio này, nghe nét căng anh em ạ. Đấy, đây là radio không cần anten, bật nét. Con này có thêm cái phần đọc đĩa đây, rất hay. Rồi, ok, bây giờ đến giờ này là hệ thống điện của em cũng chủ động, tự động auto off. Thôi, hẹn gặp lại anh em một clip sau. Anh em chỉ cần yêu thương thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ với bạn bè để chúng ta có kênh YouTube Sơn Loa Audio ngày một phát triển lên. Chỉ cần anh em đăng ký kênh và theo dõi thôi. Mua bán đối với Sơn Loa thì không phải là quan trọng. Những anh em nào thật sự đam mê thì anh em toàn chủ động kết nối trực tiếp cho Sơn Audio rồi. Nên là anh em chủ yếu hôm nay làm clip là để khoe với anh em. Hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh của Sơn Loa Audio.